của nhau sao sẽ chẳng xác nhìn nhau, thầm lặng của nhau sao không cho hót nhau một câu. Lạnh lùng như thế ta vội bước đi thật mau, khi mình lỡ gặp lại nhau trên con phố lúc ban đầu. Ngày còn ở bên ai mà đoán được ngày sau, có ai yêu nhau lại không muốn được xa lâu. Từ một người xưa ta gặp được sự lạc yêu, bên nhau đã được bao nhiêu, sao giờ xa lại đến thế. Trong mơ anh hái bông hoa, anh cài lên tóc em rồi nắm đôi tay của em. Nhạc
Nhưng nếu không phải là anh thì khuôn nhà kia mất.
từng cơn sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thơm thoảng.
nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em anh và tối nay tao đi sinh nhật thì nhá. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông hiểu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Trong một khi khác, khi những đôi ta.
Hãy subscribe.